Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Peo. Và như các bạn đã biết rằng là ở video lần trước thì mình đã đi khám phá lại cái đền thờ thần rắn này. Ôi, mới cập nhật Shader thứ bây giờ nhìn cái đền thờ thần rắn cho mình nhìn nó nét thế nhở. Ê, chà. Các bạn đang thắc mắc là tại sao mẹ Peo lại đội cái mũ này thì đấy. Các bạn có thể coi lại cái video trưa ngày hôm qua nha. Lý do vì sao mình lại đội cái mũ này mà là nó có nguyên do của nó cả bạn ơi. Đơn giản là bởi vì bây giờ bị lỗi skin, nó không thể nào chỉnh màu skin được bạn ạ. Tôi phải đội tạm cái mũ này vào đây. Ok, rồi thì ngày hôm nay mình tính là đi chế cái quyền trượng. Chế cái quyền trượng mà là quyền trượng băng á, của trượng đóng băng á. Khi mà bắn vào người ai sẽ bị đóng băng người đấy. Đó, cái quyền trượng nó khá là hay bạn ạ. Cho nên tôi tính tôi sẽ đi chế tạo cái quyền trượng đấy bạn nha. Rồi, thì các bạn hãy cùng theo chân mèo Peo xem là liệu rằng là chế tạo cái quyền trượng đấy trong sinh tồn Mini World có gì khó khăn hay không bạn nhá. Ok, trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình bạn nhá. Wow, bật full các thứ hiệu ứng lên nhìn trông cũng đẹp phết nhở. Ngoài ánh sáng nổi bật, tôi bật hết này này. Nó bơ ui, hiệu ứng xương bên nhân lên mờ nào đó, mờ này đó. Nếu mà tắt một cái hiệu ứng xương này đi thì đấy, nó sẽ nhìn thẳng luôn bạn ạ, nhìn thẳng luôn. Còn nếu bật lên thì nhìn mọi thứ nó sẽ từ xa sẽ mờ đó. Ok, sẽ mờ này, cái phía xa sẽ mờ này. Ok. Ngoài ánh sáng 3D là sao nhở? Từ ánh sáng 3D sao mà để tôi coi lại nào. Đây là cái bóng, tôi bật lại ánh sáng 3D nào. Tôi chưa hình dung được cái ánh sáng 3D là Shader ấy bạn ạ. Ồ gì? Ồ, nhưng tôi vừa thấy cái gì đấy bạn ạ. Trông có vẻ nét hơn hay là nó lọc màu sao không cái mới này. Ồ. Lọc màu như là nét hơn bạn ạ. Ok, rồi, nhìn chung là máy mình khỏe mà. Mình cứ bật hết lên bạn, bật hết lên thôi. Nó bật hết tất cả mọi thứ thôi. Ngoại trừ tầm nhìn cái để cái này nữa. Cực cao HD này. À, ok, cực cao luôn, còn gì nữa. Bộ chuẩn là sao? Ok, cực cao luôn, sợ cái gì bạn ơi. Xem nào, có gì mới không nhỉ? Mấy cái này vẫn vậy này. Nhà bếp mình tắt đi rồi này. Hiển thị sát trơn thêm máu, độ sáng cao lên một tí. Mình thấy cái độ sáng này nó chả liên quan lắm mà. Mình thấy cũng thế đấy. Chắc là chỉ có mấy cái điện thoại hay sao, cái PC mình thấy cũng vậy mà lắm. Nó cũng chả sáng hơn được mấy bạn ạ. Mình tăng độ sáng lên mà nó vẫn thế, mình cũng không độ sáng hơn đâu nhỉ. Mấy cái này Lamy. Lamy là cái gì? Anh em cho hỏi Lamy là cái gì? Hình khối bế góc cho hầm vuông ok này. Bạn nào biết cái Lamy này là gì? Để lại bình luận phía dưới nhá. Tôi chưa rõ cái Lamy là gì bạn ạ. Ok. Cái này vẫn vậy. Ok rồi. Ôm. What? Ôm. Tôi tưởng chỉ có skin bị lỗi thôi, thậm chí cái tượng của skin nó cũng bị lỗi bạn ạ. Nó không đóng băng được hết này. Nó chỉ đóng băng phần đầu vẫn còn ảo ta. Là thế nhở? Ôi. Ôm. Shader nhìn được xuyên tường à? Nhìn được cái đuốc xuyên tường nó ảo mày. Wow. Tôi nhìn được cái đuốc xuyên tường bên này vô lý rồi đi. Ôm. Ủa ảo ta, nhìn này. Cũng hay bạn ạ. Ok. Mình sẽ cất bớt vài món đồ đi bạn nhé. Đồ băng tuyết phải giữ lại bạn ạ. Đây một cái đồ này hiện tại mình chưa có dùng đến nhiều, mình cất bớt đi. Ok, ok. Rồi. Ủa bạn ạ, ổn đấy. Bạn này cất đi này. Ok. Rồi. Quay trở lại bước chính, tôi sẽ kiểm tra xem là chế tạo cái quyền trượng băng nó làm cái chuyện quyền trượng nóng băng cần gì. Đầu tiên là phải có gậy băng, chắc chắn phải có gậy rồi, mình nhớ không nhầm, chắc chắn phải có gậy bạn ạ. Phải có gậy bạn ạ. Ok rồi, khi mà có gậy muốn chế quyền trượng hỏa diễm trượng bình thường này, mình cần quyền trượng, đây quyền trượng băng phách. Quyền trượng chứa sức mạnh của hàn băng, có thể bắn ra quả cầu cực băng. Ok, thì bây giờ mình cần cái ngọc hàn xương này. Mà muốn có ngọc hàn xương thì phải có ngọc thường với cả đá xương lửa. À, bây giờ thì muốn có ngọc thường cần gì nữa? Ngọc thường chỉ cần mảnh lõi rừng bưa với cả bụi ánh sao bạn. Ok rồi, bây giờ phải đi kiếm cái đá xương lửa. Ok. Wow, nhìn hay ta. Mờ bờ ả bạn ạ. Đá xương lửa, mình nhớ không nhầm ấy. Cái hang phía sau bạn, cái hang phía sau của đá xương lửa này. Rồi, mình đợi một chút cho trời tối mình đi ngủ luôn á. Bây giờ là 5:50 chiều, chuẩn bị tối bạn ạ. Chuẩn bị đi ngủ thôi. Đi ngủ bạn ơi. Đi ngủ thôi. Vẫn chưa biết cách sửa bạn ơi. Từ. Ô, ngon. Sửa lỗi phụ ma bạn ơi, ngon. Sửa lỗi phụ ma này. À đấy, bạn nào biết
cái bảng phụ ma mới thì có thể gửi cho mình qua nhóm gia tộc mình không bèo nhé. Đấy, bạn có thể đăng lên trên nhóm gia tộc mình không bèo, mình sẽ duyệt, mình sẽ phê duyệt nha. Đó, bạn nào biết nhớ nha, bạn nào biết nó biết cái bảng phụ ma mới, cái thông tin phụ ma mới như nào, ví dụ như là phụ ma cái này ra gì, phụ ma cái này ra gì, tin gì nào thì hãy để lại bình luận. Hoặc là các bạn có thể gửi lên trên nhóm gia tộc mèo không mèo giúp mèo bạn nhé. Ok rồi, bây đi ngủ đây, đi ngủ mèo mèo Shiba đi ngủ bạn ạ. Ok bạn ơi, rồi bây mình sẽ đi ơi bây tí nhìn dẫm vào đây bớt máu đấy, đi có bên này bạn ơi. Mình nhớ là phía sau nhà của cái hang bạn ạ, bây này phía sau nhà của hang này đúng không ta, mình nhớ là có bật ta em rồi, tôi quên không đánh dấu cái hang rồi. Nhưng mà chắc chắn có nhá. Bên này chắc chắn là có hang các bạn ạ. Tôi quên không đánh dấu hang ở vị trí rồi. Đúng ra tôi phải đánh dấu các bạn ạ. Đây. Ốm hợp. Ô cái bạn này rồi, tôi đánh dấu các bạn ơi, đánh dấu lại nhá. Đó, ok, ghi là hang băng. Hang băng. Ok bạn ơi, rồi. Hang băng, xong. Đó. Ủa, cái hoa này cần không ta? Mình cứ lấy về nhỉ? Cứ lấy về đi. Ôi, cái bất là đập kế hoa này nó tạo ra cái vùng sơ băng. Trời ơi, tôi quên mất bạn ạ. Chạy nhanh đâu? Được cái nấm này, cái nấm đúng không? Đó, đập cái nấm mới ra cái đấy, là cái hoa đâu bị đâu. Nếu đập cái nấm nè, đập cái nấm mới rơi ra cái đấy. Ok bạn ơi, rồi bây giờ mình sẽ đào bạn ơi, đào mấy cái đá xương lửa đang nhiều tí nhá, đằng nào cũng cần bạn ơi. Mà hình như đợt trước mình mới đào chưa nhở, mình không nhớ đợt trước mình đào cái này chưa nữa, tôi cắm được đó. Chết rồi, quên không mang theo cái thịt mà cái thịt thỏ bạn ạ, cái thịt thỏ áp chảo gì á, ăn vào sẽ bị không bị lạnh bạn ạ. Quên bước mang theo đấy. Ok. Rồi. Đào nhiều càng tốt bạn ạ. Đào càng nhiều càng tốt bạn ạ. Sau này đỡ khỏi đi lấy. Ok. Nhặt cái hoa luôn. Biết đâu sau này cần cái hoa này bạn ạ. Bỡ sao nhiều nhỉ? Gì mình có tận hai mấy cái này, ủa mà mình nhớ mình đâu có đào mất hai mấy cái đâu ta. Ôi đào của gì một phát là 30 cái này, ủa là mình có sẵn rồi mà ở đâu. Ôi sao tên đào là nhiều nhỉ, nãy giờ chỗ này em này, nãy giờ chỗ này làm gì tận 30 cái hay là mình có sẵn à. Ừ, nhiều khi mình có sẵn mình không để ý sao mà lại điều chuyện nhiều thế, chả biết. Ok bạn ơi, đào hết cái hàng luôn. Đây, mình đào cái vùng này thôi, đào cái vùng này thôi. Chứ đi sâu bên trong mình biết nhiều lắm, đi sâu ở trong khi còn đầy. Nay mình xem chừng cũng không phải khó kiếm nhỉ, cũng khá là nhiều chứ. Ok. À ha. Đập cái bài mình biết vì sao rồi. À, chặt cái hoa này bởi nó cũng rơi bởi như này này. Nó đúng bảo sắc tới nhiều thế. Hóa ra là nhặt cái hoa xa xỉ gì à? Dương xỉ băng này nó cũng rơi ra cái mảnh này. Trời ơi, bỏ sắc tự nhiên nhiều thế. Rồi ôi, hóa ra là như vậy bởi ạ. Bảo sao, ok. Rồi, bởi về nhà bạn ơi. Bây giờ về nhà thôi. Yeah. Lên nè. Ok. Đi thôi. Đường nào ta? Có bắc cực này. Ok. Một ngày nào đó tôi sẽ thuần phục của bắc cực bạn ạ. Không biết bắc cực bây giờ thuần phục có cần cá tươi ngày xưa nào? Ngày xưa mình cần cá hay phải? Ngày xưa mình cần cá tươi để thuần phục của bắc cực. Không biết bây giờ thuần phục của bắc cực cần cái gì bạn ạ? Ngày xưa là đánh mấy con chim cụi đất nó rơi nhiều cá lắm. Ừ ha. Chắc mình nhớ sao quanh đây không có chim cánh cụt nhở. Mình mới để ý là sao dạo này không thấy chim cánh cụt ta, hay là chim cánh cụt tuyệt chủng thôi. Ừ ha,
mình sinh tồn băng giá tập cũng tập mười mấy rồi mà mình chưa thấy con chim cánh cụt nào bạn ạ. Lại mới thế nhỉ? Ừ ha, mà nhắc mới để ý bạn ạ, chim cánh cụt nó tuyệt chủng rồi nhờ. Thấy hơi là lạ bạn ạ. Một cái bạn ơi, cất bớt về đi. Rồi nào, để mình test thử với cả cái quyền chữa băng nha. À, thử đã băng cái lần nào. Ấy bì chú sắp hồi nó băng, ok. Nó băng xong cái lần chạy loạn bữa nè hay ta. Ừ, nó băng hình như sẽ gây bao nhiêu sát thương nhỉ, hình như gây tầm khoảng 25 sát thương thì phải. Ủa mình nhớ dân làng đâu rồi? Ủa dân làng được hết rồi. Ủa bố, ủa giờ mới để ý là dân làng đi đâu hết rồi bạn ạ. Ôi tôi mới đi rừng mưa một tí thôi bạn. Ôi dân làng biến mất hết rồi bạn ơi. Ấy bây giờ bạn lên có thể đi chuyển chuột này. Ô hay ta, ngày xưa được không nhỉ? Khoan nha bà. Dân làng đâu hết rồi? Ui các bạn ơi, dân làng biến mất hết rồi bạn ạ. Không còn một dấu vết nào cả. Ủa, triệu hồi dân làng. Ây cả dân làng mèo peo thuần phục dân lẫn dân làng bình thường đều không còn một ai hết bạn ơi. Ủa là sao không? Không thấy ai hết các bạn ạ. Rồi xong luôn. Ủa bạn nào biết dân làng đã đi đâu thì hãy để lại bình luận phía dưới nhá. Bây giờ là thằng làng bỏ hoang à? Không có một dân làng bạn ạ. Ôi vãi chuống, hay là lúc mình đi đánh thần rắn mình lỡ bấm nhầm cái tù và thế là dân làng dịch chuyển ra chỗ rừng mưa bạn ạ? Không phải, nếu thế thì mình phải thấy đúng không? Mình phải thấy chứ. Sao mình mới chỉ đi đánh thần rắn có 2 tập thôi mà bây giờ dân làng không còn một ai bạn ạ? Rồi sầm luôn, không một bóng người. Wow, tôi cũng không biết là giải thích vì sao cho nhiều lửa vậy. Tôi cũng không biết là phải giải thích vì sao nữa. Nhưng mà hiện tại là không một bóng người bạn ạ. Để đài quan sát nhìn xung quanh đúng là không có một bóng người bạn ơi. Rồi xong rồi, dân làng đã đi đâu các bạn hãy để lại bình luận phía dưới nha. Tôi cũng không biết nữa bạn ạ. Chịu. Ê, trong lúc mình đi là làm bốt băng là tấn công dân làng không biết đâu bạn ạ. Ok, video xin phép được kết thúc thôi. Tôi cũng không biết vì sao dân làng lại mất nữa. Bạn nào biết thì hãy để lại bình luận phía dưới bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.